Hi, welcome back to my channel Start Skin Go. Ok, tiếp tục nào. GTA 3. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over. Let's go around the back and use the service door. Fuck that, bitch!
Rồi, và tiếp tục. RS Fast 8. Let's go. Cross Fleece. Friend Waller. First line. Thank you.
What's up? Race what? Win the race. Review rushing. Set our racing too. Thank you.
Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Show me your license. Take him, Bridget, Dad. Này thì đâm vào người. Mình sẽ lấy chiếc xe này và đi làm nhiệm vụ. Ok. Get some sleep. Và bây giờ thì mình sẽ chở cô gái này về nhà. Will you be working for my father? Maybe. You mind me resting my hand in your lap? Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. Thank you.
Come, Panther. Okay. Rồi, tiếp tục tựa game thứ 8. Superhero Fire Rushing Game. Sợ tự nhiên mất tiếng. Và khi đó các bạn sẽ nâng cấp cái xe mình mạnh lên và tiếp tục các bạn sẽ làm nhiệm vụ trong thời gian này. Rất nhiều nhiệm vụ mà các bạn có thể yêu thích. Ở đây các bạn có thể mua cho mình một chiếc xe thật ngon, đây là một anh robot tạo thành một chiếc xe ô tô, xe máy khá đẹp. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. You a nice little place.
sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên, đó chính là chở anh chàng này đến điểm vòng qua. Đây, các bạn sẽ cố gắng phải đi từ từ làm sao để giữ cho chiếc xe của mình không bị trời sớt đi. This is it, Tony. Home sweet home. Mình sẽ vào đây thay một bộ đồ quần áo mà thôi. Đẹp trai rồi. Now take me to my place. Rồi, wow, tiếp tục các bạn sẽ làm nhiệm vụ tự này, đó là các bạn sẽ xuống xe và nhận nhiệm vụ tại chữ V đây. Khi đó thì các bạn sẽ tiếp tục đi chở một người đến một địa điểm khác. Ok, rồi. Đây rồi, Revinci.
OK, 저 쓰라 우리 봐. Thì nó không bay được cái xe này. Russian gas.
Oh my gosh, wow. Khá là khoai luôn. Đây là một chiếc xe BMW, không biết đúng không? Girls, wow, tốc độ khá là cao. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.